Thử nghiệm 52 con dao này nha. Xem con nào sắc bén nào. Dao tốt. Thử nó kia. Con này con thua. Ui. Con thua. Mẹ ơi. Đấy, ngọt. Thái cái thái dâu. Thái con kia nè. Thái bén. Dừng con kia nè. Con này con thua. Con sơ. Con đứt. Ấy. Con này thái thế này mà. Không có cái ống nhỉ. Bổ nó húp luôn nhỉ. Ngọt. Uống một phòng một hơi hết rồi này. Hơi không hết được. Dịch cái này nè. Đấy. Hiểu không? Đúng là ngửa đầu uống ngực ngực. Uống tiếp này nè. Ừ. Cái này em bổ đâu? Bổ ra ăn cùi à? Cái dao cùn mà gọt ra. Để nó còn kéo dao xịn này đi lấy cho cùn gọt cho nó chuyện đấy chứ. Rồi, chào mọi người đi. Nhìn thẳng vào màn hình. Ồ, xin chào mọi người. Giờ thay đẹp thế nè. Chào nha. Đứng dậy đi về.